Chào mừng tất cả các chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Hiện tại em đang có mặt trước trường mầm non Ánh Dương và đây là mặt tiền đường N9 anh chị nhé. Hướng này là đi ra quốc lộ 13 và ra trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng. Còn hướng ngược lại là đi vào trung tâm y tế của huyện Bầu Bàng cũng là đi vào khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị là một căn nhà 1 trệt và 2 lầu tại đường N9 khu công nghiệp Bầu Bàng và gần với chợ đêm, cách chợ đêm tầm khoảng là 200m anh chị nhé. Trước nhà thì có một cái khoảng sân là 5m đã được lát gạch rồi. Và trong cái sân thì chúng ta sẽ có một cái phòng khách đây, và đi vào cái phòng bếp anh chị nhé. Thì trước kết cấu của căn nhà là gồm 1 trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ và một phòng khách, một phòng bếp anh chị nhé. Và 3 nhà vệ sinh anh chị nhé. Một phòng vệ sinh ở phòng trệt và một phòng vệ sinh ở phòng 2 và một phòng vệ sinh ở phòng 3 anh chị nhé. Rồi, chúng ta cùng đi vào nhà để xem kết cấu căn nhà như thế nào anh chị nhé. Và căn nhà này thì gồm có là như vậy là một phòng khách, phía trước là một trệt một lầu, và gia chủ chính tự tay làm với những cái lan can bằng gỗ này anh chị nhé, từ lầu 1 cho đến lầu 3 đó. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái phòng bếp, và kế bên phòng bếp chúng ta sẽ có là một phòng vệ sinh. Và đằng sau phòng khách chúng ta sẽ có hai phòng trọ, và mỗi phòng trọ đang cho thuê với thu nhập là 900 cho đến 1 triệu đồng một tháng anh chị nhé. Và cái số tiền đó cũng trang trải đủ cho cái gọi là cái tiền điện và tiền nước hàng tháng anh chị. Đấy, nói chung là vẫn còn dư đó anh chị. Đấy, nếu như xài mà tới 2 triệu tiền điện thì coi như là cũng xoài gọi là thoải mái đó anh chị. Và đi lên cầu thang thì tất cả bậc thang thì được ốp đá hoa cương và lan can bằng gỗ anh chị nhé. Và hiện tại em đang chuẩn bị bước lên lầu 3. Và hiện tại em đang đứng ở lầu 2 anh chị nhé. Khi bước lên lầu 2, phía bên tay trái của chúng ta là một cái nhà tắm phòng vệ sinh anh chị. Đó, phòng vệ sinh thì được ốp đá lên rất là cao và có máy gọi là hút mùi đó anh chị. Và ở đây kế phòng vệ sinh chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ nhìn rất là đẹp và sáng sủa đúng không anh chị? Đó. Và đã có đường ống đi điều hòa hết rồi. Và ngược trở lại phía bên cầu thang chúng ta lại có thêm một cái phòng ngủ nữa. Đó, với cái diện tích thì nó rơi vào tầm khoảng là 10 m², 9 đến 10 m² đó anh chị. Đây. Với cái diện tích đó thì chúng ta cũng tha hồ mà ở. Và đây là cái lối lên tầng 3 anh chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lên tầng 3. Và từ tầng 3 đây là ban công anh chị. Còn ở đây là phòng thờ. Đó, đây là một cái khoảng trống riêng để dành thờ phụng cũng như là thờ ông bà tổ tiên đó anh chị. Và phía sau phòng thờ thì chúng ta có một cái phòng ngủ ở phía đằng sau đây. Thì nó cũng giống như phòng ngủ ở tầng 2. Và kế đây thì cũng là cầu thang đi xuống. Vâng, thì ngoài cái cầu thang đi xuống này, tiếp tới đây chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh anh chị nhé. Vâng, đây là phòng vệ sinh này. Thì trên lầu 3 này á, thì nó chỉ có là một phòng thờ này, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một cái sân thượng ở sau đây để mà giặt đồ, phơi đồ đó anh chị. Cái chỗ này là để phơi đồ hoặc cũng có thể là một nơi gọi là tập thể dục đó anh chị. Rồi, thì với kết cấu của căn nhà là ngang 5 dài 30, một phòng khách, 3 phòng ngủ, một trệt, 2 lầu và 2 phòng trọ. Và hiện tại chủ đang bán với giá là 2.9 tỷ. Em ghim ở trên màn hình từ đầu tới giờ anh chị nhé. Đó, ở đây là cái lan can, thì sáng sớm chúng ta có thể đứng ra đây hít một cái không khí gọi là không khí trong lành đó anh chị. Đó, buổi sáng sớm chẳng hạn. Và trước đây là mặt tiền đường N9 anh chị nhé. Đó, và bên kia là trường mầm non Ánh Dương. Và nếu như mà anh chị nào có nhu cầu đầu tư cũng như là có nhu cầu mua để mà ở, thì anh chị hãy liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình là 0356 555579 anh chị nhé. Vâng, và phía sau đây thì gạch ốp lên tầm khoảng là 1m6, cao khoảng 1m6 anh chị nhé. Và gồm có đằng sau này thì gồm có là hai phòng trọ ở phía đằng sau này. Và giá thuê thì là 900.000 hiện tại, còn trước kia là 1 triệu đến 1.1 triệu anh chị.
Ở đằng sau kia thì có một cái lối thoát hiểm và đấu đít với con đấu đít với dãy nhà bên kia, và bên kia là mặt tiền đường N7 anh chị nhá. Rồi, ok. Nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư cũng như là có nhu cầu ký gửi nhà đất và đang xem video game, hãy cho em một like và một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video sau này em đăng lên anh chị nhé. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị.